các bạn thân mến, trong thời gian qua, chúng tôi cũng nhận được ý kiến của một số bạn rất quan tâm và đề nghị hướng dẫn nhận dạng, cách sử dụng cây râu mèo như thế nào để có công dụng chữa bệnh tốt nhất. Các bạn quan tâm hãy để lại ý kiến ở phần bình luận để chúng tôi xin được giải đáp. Hôm nay chúng tôi xin đưa ra các thông tin về nhận dạng, hình ảnh công dụng từ cây râu mèo và các bài thuốc theo y học cổ truyền và kinh nghiệm dân gian. Mời các bạn tham khảo. Cây râu mèo, tên khoa học, Orthox iPhone Staminus họ bạc hà, lá mía C. Cây râu mèo là loại cây ưa ẩm, ưa sáng và ít chịu bóng râm, thường mọc trên đất giàu chất mùn ở gian rừng, gần nước hoặc trong thung lũng. Tại Việt Nam, cây râu mèo phân bố rải rác ở một số tỉnh miền núi như Cao Bằng, Lâm Đồng, Hòa Bình, Phú Yên, Dũng Tàu và các tỉnh có khí hậu lạnh. Râu mèo là cây thảo, sống lâu năm, cao từ 30 đến 50 cm, có khi cao hơn. Thân vuông, cứng, mọc đứng, thường có màu nâu tím, có ít lông, ít phân cành. Lá mọc đối, hình trứng, gân lá nổi rõ ở mặt dưới cũng qua mọc thẳng ở ngọn thân và đầu cành, qua màu trắng hoặc màu hơi tím. Cây râu mèo dùng làm thuốc là dùng toàn cây trên mặt đất, thu hái khi cây chưa ra hoa và phơi hay sấy khô. Cây râu mèo khô được dùng cùng các vị thuốc khác để điều trị một số bệnh. Các tác dụng của cây râu mèo, lá râu mèo có chứa một ít saponin, ancaloid, tinh dầu, axit hữu cơ và dầu béo. Trong đó hoạt tính là do hàm lượng cao kali và một lycopene để đắng lo thóp siphon in. Một số tác dụng của cây râu mèo được biết đến như sau. Một, tác dụng lợi tiểu, dịch chiết từ râu mèo trên thí nghiệm bằng đường tiêm truyền tĩnh mạch có tác dụng tăng cường bài tiết nước tiểu và các chất điện giải na cộng ca cộng centilit. Hai, tác dụng với bệnh thận và sỏi thận trong các nghiên cứu trên bệnh nhân cho thấy Cây rau mèo khô có tác dụng làm kiềm qua máu. Sự có mặt của hoạt chất oxyphonin và muối kali trong rau mèo có tác dụng giữ cho axit uric và muối urat ở dạng hòa tan. Do đó, phòng ngừa được sự lắng động của chúng để tạo thành sỏi thận. Kết hợp với tính năng lợi tiểu thì vị thuốc này được dùng để phòng và điều trị sỏi thận. 3. Tác dụng hạ huyết áp và giảm tần số hô hấp dịch trích từ lá râu mèo cho thấy có tác dụng hạ huyết áp, đặc biệt là hạ huyết áp tâm thu do tác dụng giãn mạch, giảm hậu gánh của tim và lợi tiểu. Một nghiên cứu trên chó bằng đường tiêm truyền tĩnh mạch với liều 0,179g trên 1kg cho thấy có tác dụng hạ huyết áp và làm giảm tần số hô hấp. 4. Tác dụng hạ đường huyết Nghiên cứu dịch chiếc lá râu mèo có tác dụng hạ đường huyết ở những bệnh nhân đái tháo đường nhưng tác dụng này không phải lúc nào cũng có hiệu quả. Cơ chế tác dụng có thể là do nó kích thích sự hình thành glycogen ở gan. Ngoài ra, thành phần axit ursolic er trong rau mèo làm giảm đường huyết nên được dùng trị đái tháo đường ở một số nước. 5. Tác dụng bảo vệ tế bào gan Rau mèo còn cho thấy có tác dụng bảo vệ gan bị tổn hại bởi việc dùng quá liều thuốc hạ sốt paracetamol. 6 tác dụng tăng sức đề kháng. Các hoạt chất flavonoid trong rau mèo có tác dụng chống oxy hóa, chống lại gốc tự do gây tổn hại cho tế bào và hệ miễn dịch của cơ thể. Do đó cây rau mèo còn có tác dụng chống sự oxy hóa và tăng sức đề kháng của cơ thể. 7. Tác dụng trị mụn Khi nghiên cứu hiệu quả trị mụn người ta thấy một loại mỹ phẩm dạng nhũ tương có chứa 2% trích tinh lá râu mèo có tác dụng làm giảm chất bá nhờn và kích thước mụn trên những người da nhờn, từ đó có hiệu quả trong ngăn ngừa và điều trị mụn. 8. Trị đau nhất do bệnh gút, thuốc có tác dụng thông tiểu, kháng viêm nên rất tốt cho người bị bệnh gút. Bởi vì một số thành phần hóa học trong dị thuốc này có thể làm giảm lượng ure, chlorur và axit uric trong cơ thể. Theo đông y, rau mèo có gì ngọt, nhạt, hơi đắng, tính mát, có tác dụng lợi niệu, thanh nhiệt, trừ thấp, được dùng với tác dụng thuốc lợi tiểu mạnh, thông mật. Ứng dụng trong các bệnh như bệnh sỏi thận, sỏi túi mật, viêm túi mật, uống trì viêm thận cấp và mạng tính, viêm bàng quang. Cách sử dụng cây rau mèo Râu mèo thường dùng cành lá mang qua lúc chớm nở hoặc chưa nở với liều tươi từ 20 đến 60 g Cây râu mèo khô từ 12 đến 30 g trên ngày, dưới dạng thuốc sắc, pha như dạng trà hoặc chế biến thành cao. Dùng đơn độc hay phối hợp các vị thuốc khác để tăng hiệu quả điều trị. Một số bài thuốc có cây râu mèo điều trị bệnh. Một, dùng để trị sỏi thận và sỏi túi mật ngày dùng liều 15 đến 40 g dạng thuốc sắc hãm, uống trong 7 đến 9 ngày liên tục, lại nghỉ 2 đến 4 ngày. 2. Dùng điều trị bệnh hút, dùng 5 đến 12 g lá hãm với nước sôi, chia làm 2 lần uống trước khi ăn 15 đến 30 phút và nên uống lúc thuốc hãm còn nóng hoặc sắc nước uống. 3. Trị viêm đường tiết niệu, dùng các vị rau mèo, thải lai trắng, chó đẻ Răng cưa, mỗi thứ 30 gram sắc uống, dùng thời gian khoảng 10 ngày. 4. Trị diêm thận mạng tính, diêm bàng quang, diêm khớp, râu mèo 40 gram, tỳ giải và rễ cây ý dĩ mỗi dị 30 gram. Sắc nước uống, dùng 3 tuần lại nghỉ 1 tuần. Những lưu ý khi sử dụng cây râu mèo, phụ nữ có thai và cho con bú không nên dùng, để đảm bảo an toàn và hiệu quả bạn nên tham khảo ý kiến thầy thuốc trước khi dùng. Xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi video về những công dụng cũng như cách sử dụng cây râu mèo. Nếu thấy hay và có ý nghĩa bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ với mọi người để bảo vệ sức khỏe thật tốt nhé.